Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Xe Hoa. Hôm nay CBiz sẽ có những thông tin mới và hot nào thì hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Cách đây không lâu, khi đang ghi hình chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4, Dương Mịch đã bất ngờ bị thương. Năng Tiểu Hoa được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương ngay sau đó và phải khâu suốt 5 tiếng đồng hồ. Dù phòng làm việc đã lên tiếng an ủi, song các fan của Dương Mịch vẫn cực kỳ lo lắng cho thần tượng. Và sau vài ngày ở ẩn để điều trị vết thương thì cuối cùng Năng Tiểu Hoa cũng đã lộ diện trước công chúng. Theo đó, mới đây, loạt ảnh Dương Mịch trên đường di chuyển ra sân bay đã được đăng tải lên mạng. Trong ảnh, Năng Tiểu Hoa đeo kính đen to bản nhưng vẫn không giấu được miếng băng gạc trắng che kín bên mắt trái. Nhiều người cho rằng vết thương ở mắt sẽ khiến công việc của Dương Mịch bị đình trệ một thời gian, trong đó ảnh hưởng nhất là Trốn Thoát Khỏi Mật Thất và dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do cô đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ cần lợi dụng góc quay bên phải thì Dương Mịch vẫn có thể tiếp tục làm việc như bình thường. Ngoài ra thì trong loạt ảnh mới này, Dương Mịch còn gây sốt cộng đồng mạng với đôi chân dài thon thả. Ngoài việc chúc Dương Mịch mau khỏe, nhiều người cũng để lại bình luận khen đôi chân cực phẩm của Năng Tiểu Hoa. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã chia tay ư? Tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng thật sự xảy ra hai vấn đề. Hai người đã lâu không gặp mặt và đang ở trong tình trạng gần ít xa nhiều. Quan Hiểu Đồng giờ đối với chuyện tình cảm cũng không quá xem trọng. Phần lớn thời gian cô ấy chỉ coi Lộc Hàm như một kiểu nhu cầu trong cuộc sống. Khi cần đối phương giúp đỡ và hỗ trợ về tài chính hay như việc phát triển sự nghiệp chẳng hạn, thậm chí là lúc gặp khó khăn thì Lộc Hàm cũng đứng ra giải quyết hộ. Đợt chuyện quán trà sữa cũng vậy. Thật ra thì Lộc Hàm cũng muốn duy trì mối quan hệ này nhưng anh ấy không thể coi Quan Hiểu Đồng là người duy nhất trong cuộc đời được. Thời gian tới anh ấy sẽ chú ý nhiều đến bản thân hơn, có thể sẽ nhận thêm nhiều công việc. Tiếp tục là một tin tức khác. Triệu Lệ Dĩnh có thể thông qua phim mới để đoạt giải hay không? Mặc dù danh tiếng phim mới của Triệu Lệ Dĩnh không tồi nhưng so với phim Đại Bạo vẫn còn khoảng cách khá xa. Nhiều người tự hỏi liệu không biết Triệu Lệ Dĩnh có thể thông qua bộ phim này mà đoạt giải Bạch Ngọc Lan hay không thì có thể nói khả năng là rất nhỏ. So với năng lực của những người từng đoạt giải Bạch Ngọc Lan thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn kém xa. Thêm vào đó, đề cử Bạch Ngọc Lan lần này còn có Ân Đào và Hải Thanh nữa. Triệu Lệ Dĩnh càng không có cửa để thắng họ. Tình trạng của Đường Yên giờ thế nào? Nhiệt độ của Đường Yên trong 2 năm qua giảm xuống rất nhiều, chủ yếu là do không có tác phẩm lên sóng, mà nếu không có phim chiếu hay công việc gì thì rất khó để đoàn đội tuyên truyền được. Còn về phần Phồn Hoa thì vẫn sẽ quay lại, còn quay đến bao giờ cũng không biết nữa, xong lại còn thêm phần hậu kỳ chế tác các kiểu con đà điểu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chiếu được. Mà ngoài phim ảnh ra thì Đường Yên cũng không có hoạt động gì nên fan rất lo lắng, mỗi tháng đều chỉ trích studio. Nhưng bản thân Đường Yên thì cảm thấy như thế này rất thoải mái, bây giờ cô ấy có quyền lên tiếng trong đoàn đội nên muốn hiện trạng thế nào cũng là do cô ấy lựa chọn thôi. Kể từ sau khi kết hôn thì Đường Yên tập trung nhiều hơn cho việc chăm sóc gia đình. Về phần tài nguyên thì giờ cô ấy coi trọng chất lượng hơn số lượng. Thêm vào đó, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng Đường Yên rất tốt đẹp, cô ấy cũng không còn đặt nặng về vấn đề lưu lượng và cũng như kiếm tiền nữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Top Xe Hoa ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share và ủng hộ bọn mình bằng cách ấn nút follow các bạn nhé. Còn bây giờ Thư Hoàng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.